Về dịch cúm gia cầm, Ban chỉ đạo nhận định tuy trong 3 tuần qua toàn quốc không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên trong thời gian tới, do thời tiết tiếp tục có diễn biến phức tạp, làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm, các hoạt động vận chuyển lậu gia cầm lậu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Một số đàn gia cầm chưa được tiêm phòng vaccine nên nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh là rất cao. Đặc biệt là các địa bàn có ổ dịch cũ, địa bàn có mật độ thủy cầm cao như đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Trung Bộ. Riêng đối với dịch cúm trên chim yến, đại diện Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lấy mẫu đột xuất tại các cơ sở nuôi chim yến để xét nghiệm virus cúm AH5N1. Lấy mẫu đột xuất, tức là đối với những cái nhà yến cũng như là các đàn gia cầm khác mà khi có hiện tượng mà ốm chết, thì chúng tôi sẽ chỉ đạo hệ thống thú y thuộc vùng nào như vậy thì sẽ lấy mẫu để kiểm tra xem có H5N1 không, xem có H7N9 hay không, và khi các đối tượng dương tính thì chúng ta phải theo những quy định như là với trường hợp của Linh Thuận ấy, là vấn đề công bố dịch và xử lý tiêu hủy những cái đàn chim ốm cũng như là cái sản phẩm. Một nguy cơ nữa dẫn đến dịch cúm gia cầm có thể bùng phát trên diện rộng, đó là tình trạng buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm vẫn xảy ra thường xuyên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thừa nhận việc kiểm soát là rất khó khăn. Cái sự kiểm soát thì có thể là về chất lượng ấy thì cũng có thể là chưa triệt để được, cho nên là có thể đâu đó là vẫn có những cái hiện tượng mà nó không đảm bảo được cái chất lượng mà theo như là cái quy định. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào thời điểm bùng phát nhiều dịch bệnh như hiện nay, bộ này sẽ ưu tiên dập tắt những dịch bệnh nguy hiểm có ảnh hưởng đến sức khỏe gia cầm như dịch cúm gia cầm và dịch liên cầu khuẩn. Trong việc dập dịch hiện nay vẫn là câu chuyện về vaccine. Hiện nay, dù chính phủ đã dự phòng 1 triệu liều vaccine phòng bệnh lợn tai xanh và 40 triệu liều phòng cúm cho gia cầm, nhưng các địa phương vẫn chưa được cấp phát vì số vaccine này không phải để phòng dịch mà chỉ dùng để dập dịch. Trong thời gian tới, các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vốn là những vùng có ổ dịch cũ, một số gia súc chưa được tiêm phòng hoặc mới tiêm phòng nên nguy cơ phát sinh dịch là rất cao. Dịch lợn tai xanh vẫn đang xảy ra tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Trước thực tế có nhiều dịch bệnh đe dọa đàn gia súc, gia cầm như hiện nay, với người dân, phương án tối ưu để khống chế dịch bệnh vẫn là tự túc kinh phí, chủ động mua vaccine tiêm cho đàn gia súc, gia cầm.